Giàn gái sinh, chứng minh tuyên quang đích thị là đất sản sinh hot girl, câu nói trẻ thái, gái tuyên quả không sai chút nào. Cứ nhìn giàn hot girl vừa sinh vừa giỏi dưới đây là chẳng thể bàn cãi. Thảo Nari Ma Hương Thảo, sinh năm 1994 là một hot girl đình đám trên mạng xã hội. Cô nàng cũng là bạn gái cũ của hậu vệ trọng đại. Và từng giành giải gương mặt khả ái tại cuộc thi hoa khôi Đại học Văn hóa Mỹ SUC 2016, Thảo là người dân tộc tày sinh ra, và lớn lên, tại vùng núi Tuyên Quang giờ, nếu vô tình gặp, vẫn chào nhau thoải mái. Khá nhiều người thắc mắc mình yêu cầu thủ U23 sao không khoe lên mạng. Nhưng mình vốn thích sự yên bình hot girl tuyên quang chia sẻ sau khi chia tay trọng đại. Hiện, tại, bên cạnh công việc làm mẫu, đóng quảng cáo, đóng phim, Thảo Nari tập trung vào việc làm streamer, trang cá nhân của cô sở hữu 265.000 lượt theo dõi. MC Thu Hoài sinh năm 1990 là một trong những gái sinh tuyên quang đình đám, cô hiện, đang làm MC thể thao cho kênh truyền hình ca cộng và thỉnh thoảng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Người Phán Xử, Ghét Thì Yêu Thôi. Trước đây, nữ MC là sinh viên ngành kinh tế, sau đó làm nhân viên ngân hàng, thu hoài, được khen ngợi ngày càng nhận sắc quyến rũ. Có thời gian, cô cùng diễn viên Phương Anh trở thành hai Mỹ nữ độc thân sáng giá nhất nhì showbiz. Mới đây, Thu Hoài công khai người yêu đại gia. Được biết bạn trai cô đi du học Mỹ về. Hiện đang là giám đốc điều hành một học viện gôn lớn tại Hà Nội. Trần Linh Hương sinh năm 1997 được biết đến khi xuất hiện trên khán đài trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại giải AFF Cup 2018. Hot girl 9x sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to tròn, môi trái tim. Hiện tại, Linh Hương đang làm người mẫu tự do thi thoảng đóng quảng cáo và cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Trên trang cá nhân, người đẹp Tuyên Quang thường xuyên đăng tải khoe đôi chân dài thon gọn ba vòng nóng bỏng. Xem thêm clip hong kong một ca vờ bay vũ thu hoài nguồn youtube bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại